얘 살해. 우리 살. 아, 저 짠 거 아래 건. 우리 살. 내 애는 듣고 자버렸네. Ôi sao chị kể chuyện cho mẹ nghe hôm trước cái thằng bé con là chị nó. Hôm nay là năm cuối cô. Nó phải gọi đi bộ đội. Eo ơi. Thế đấy. Đấy hút lên đấy. Như hôm trước mẹ hút đây. Cái này của em là to. Ừ, nó to mà nó đun lên một đống. Vừa vâng. Vừa bao. Nhiều lắm. Cái này như kiểu ngày xưa gọi là chốc ạ. Chứ không phải là trứng cá này ạ. May là còn chỉ bị mỗi cái. Nên thì có nhiều người thì bến mụn bọc. Ôi bạn chị mặt nó đây luôn mà nó cứ càng chữa nó lại càng bị. Ôi nó cứ sưng hết ở đây. Chuyên gia đây thì không để. Ờ hôm nào bà hả thôi rồi. Chị mụn giỏi lắm. Cứ bảo là người ta cứ sợ rồi người ta không chưa dám ấy. Đấy chữ nhiều rồi. Thế chữ mụn cho con nhà bác này đây. To thế kia. Bố mẹ đi đây. Eo ơi bẩn đấy.